Không biết nói à? À, cháu tưởng trong khu đấy là người ta làm đào vàng chứ nhỉ? Không đào vàng mấy đâu, vàng cũng làm ở trên đầu đầu người thôi. Vẫn còn nhiều là nhiều nhưng mà làm ở trên của người Kinh à hay người Mông làm? Nó có vẫn trong địa vật mà. Ủa để mấy cái hòm gỗ là nhìn chắc chắn đấy, để cái gì đấy anh? À, quên mất từ giới thiệu. Ừ. Mình tên là Long. Long. Ừ. Ở đâu ra đấy? Con này là con gì đấy? Đi đường này. Đường này hết, đến chỗ kia là đi vào qua cái thiên điện xong là mới lên lên. Bây giờ có người ở không chú? Có quen ai ở trên đấy không? Có chứ. Quen ai? Anh em nhà mình á. Phải đi cái đường nhỏ này đi. Đường nhỏ là chú? Đường nhỏ này đấy. Nào đi đến hết xem nào. Chưa thấy cái cầu đấy ở đâu nhỉ? Cái này đi xa lắm đấy. Xa lắm. Theo suối đi mà, cứ theo suối này lên trên kia. Vâng ạ. Đi đầu nguồn suối luôn. Đầu nguồn suối luôn. Đấy lại qua suối một vòng sang đi nữa. À. Sang bên kia nữa. Vâng. Theo suối đi luôn mà. Vâng. Đi trên là lính bản cũ này về mình để qua cầu sang kia đi là mới vào mấy lính bản cũ đấy. À vâng. Thì cháu cảm ơn chú nhé. Ôi còn ngay ở bên của dân gia làm. À. Cũng là nhiều dài trên kia hôm qua. Kia tôi đang nghe cái bộ đi xem thảo quả, nó bảo là có nhiều người nó phá nhiều cây, nhiều quả nhiều lắm. À, chắc là người ta đi làm vàng ấy. Người ta đi vào làm, bao giờ làm đi khai thác mít mít chúng vàng. Vâng. Ôi cháu cảm ơn chú nhá. Nguy hiểm đấy mọi người ạ. Ở đây có hai cái tảng đá to, cảm giác như kiểu là quả núi bị tách đôi ấy. Đây nữa này. Khu vực này thì là khu vực núi đá rồi, rất là lạnh. Bây giờ thì cao nguyên đá đang đi lên trên cao hơn nữa. Chị này có cái xe hay nhỉ? Ai làm cho đây? Ông á? Ô đẹp thật đấy, giỏi nhỉ? Ông khéo tay thế. Này, cả xi nhan này, cái để chân này, đây, bánh trước, bánh sau này, tay lái này, đèn này. Ôi giời, như một cái xe xịn luôn, xe nhựa. Đẹp quá. Đây là con chị à, hay cháu? À, ôi giời, bây giờ là điện thoại là trông em bé rồi. Xin chào. À có lạ không con? Có lạ không? Không lạ đâu nhỉ? Ô treo luôn á? Treo luôn. Ôi treo mình á? Hả? À này ra đây nào. Ôi giời. Đi ở với chú nhá. Cái này à? Cái này là cái máy quay ấy. Chị ơi tí là đi lại phải vòng xuống đi ngã ba. À, đúng rồi. Chỗ ngã ba cái đường bê tông nhỏ nhỏ đấy đúng không? À đúng rồi. À. Rồi em cảm ơn nhá, chào em bé nhá. Bye bye nào. Bye bye. À, như còn đúng một cái kẹo duy nhất thôi mọi người ạ. Đây mà tặng cho em bé. Không biết là để đâu rồi. Tiếc quá, hết sạch rồi. Em cảm ơn nhá, chào chị nhá. Chị ơi, cho em hỏi, đường đi bản cũ đi đường nào nhỉ? Vâng. Đi đường Nhã Ba. Bây giờ đi xuống dưới à? Vâng, đường Nhã Ba. À, vâng, cảm ơn chị nhá. Ô chứng tỏ là tôi bị lạc đường rất là xa rồi mọi người ạ. Địa điểm của cái bản này ấy, là không hề có ở trên Google Maps nha mọi người nhá. Đó, đây là cái đoạn ngã ba mà mình đi nhầm đây. Ở đây thì đi qua cái cầu bê tông có suối này.
Đi theo cái đường nhỏ này đúng phải không anh? Đi cái đường này à? Đường này ngay đây này. Vâng vâng, em cảm ơn nhá. Vừa hỏi được ông anh vừa hỏi được người dân là đi đường bên này mọi người ạ. Nhưng mà chắc lên thì mình sẽ phải hỏi lại một lần nữa. Rất nhiều cái đoạn ngã ba mọi người, ở đây là không đoạn ngã ba nữa, nhưng ở chỗ này có cái đường bê tông lên này, nên mình không biết là sẽ đi đường nào, đường kia là đường này, nhưng cái phần đường này thì là đường to, có dấu vết của xe ô tô đi lại. Bây giờ rất khó để tìm được người dân để hỏi ấy. Mọi người để ý không, trong này chim chóc này, nói chung là nó gần như là nó vắng người ấy. Chim chó mào bay đầy luôn, không thể tin vào mắt mình nữa. Chú ơi, đường đi lên cũ là đi đường này đúng không chú? Hả? Đi lên cũ là đi đường này đúng không? Đúng rồi. Sắp đến nơi rồi chú. Ui, còn sự lâu. Chỗ này là đến nơi mà có cái dấu hiệu là kè đá rồi mọi người ạ. Sương mù. Anh đi vào trong này à? Đúng. Em đi vào cái bản bản cũ ngày xưa này này, có phải đi đường này không? Đúng rồi, đi vào bản nào cơ? À, ở trong này còn mấy bản nữa? Ba bản. Đều có bà con mình ở hết à? Không, bây giờ không có rồi. Ủa? Đi đường này luôn à? Vâng. Đúng rồi, đi thẳng đường này. À, thế anh có đi không? Có mà. Thế anh đi trước đi, chờ em đi sau nhá. Ừ. Như anh điều nặng đấy. À, không sao đâu. Có người đi cùng là vui rồi. Ừ. Là anh này phát hiện ra cái máy quay mình đeo ở trước ngực mọi người ạ. Thế là hỏi mình đi quay à? Tại xe mình nó quá nóng rồi, nó khét lẹt này. Sương mù. Hiện tại thì mình đang đi lên rất là cao rồi mọi người ạ. Đây là những con đường mà nó men theo hàng dãy núi. Mình cách vợ chồng anh chị đấy khoảng tầm hơn chục mét thôi, nhưng mà bây giờ là gần như là đã không nhìn thấy bóng xe máy rồi. Đây hình như là thủy điện hay sao mọi người ạ. Thả cái đường to này nhá. Vâng ạ. Thả cái đường to này là đi, cứ đi thả đến cái đèo có một đoạn dốc, sau này là có một đoạn bằng, là có một con đường xuống dốc là đường lên, cái đường lên tay trái. À, đường đấy. Bây giờ em đi là thì rẽ tay trái thôi. Rẽ tay trái. Vâng. Tay phải là đường đi nhá. Vâng. Có hai con đường đi đến bên kia là cua một con suối, một con cầu. Vâng, vâng. Thế anh chị đi đâu đấy? Đi bón phân ở cây trồng trên này. À, ôi giời, thế đi xa thế cơ à? Ngay đây thôi. À, ngay đây rồi ấy gì? Vâng. Bón một tí phân cho đào. Vâng, vâng. Rồi em cảm ơn nhá. Vâng. Chào anh chị nhá. Vâng. Bên này có cái hồ. Ờ, nó bốc sương rồi, sương khói mờ nhân ảnh luôn mọi người ạ. Vậy là cái hành trình của mình là còn rất là xa. Bây giờ là theo chỉ dẫn của người dân ở đây thì là mình sẽ đi thẳng và rẽ phải, đi qua một con suối, một cái cầu. Đây là hình như là nơi tôi đến rồi đây này. Chào em nhá. Mình đang làm gì đấy? Đang làm gì đấy? Đang làm thịt con gì à?
Ồ, ở đây đây thấy chị này đang làm. Con này là con gì đấy? Con chuột à? Mới đi bắt về à? À. Bên này có mấy con chó thấy mình lạ này. Kia là con chim đúng không? Thế nhà mình trồng cái gì ở đây đấy? Nhà mình trồng cây gì? À, nhà mình trồng cây gì ở dưới kia? Không biết nói à? Ui, có anh đang ngủ à? Chào anh nhá. Mình trồng cây gì ở dưới này đây anh? Trồng thất ạ. À, cây tam thất à? Cây tam thất á? À. Ui, nhưng mà đi lên đây xa quá. Ồ, lần đầu tiên em lên đây đấy. Nhà anh ở gần đây không hay là nhà ở đây luôn? Nhà ở Khuôn Há ạ. Ở Khuôn Há. À, thế là cái rừng này là của nhà mình hết à? Ừ. Có bản, tất cả đây là của bản. À, thế mình đi trong hộ à? Ừ, trong hộ đó. À, thế còn ở trong kia còn có người ở không? Có. Có à? Còn ở trên đấy là còn mấy hổ, hai hổ nó nuôi, một hổ nó nuôi cá, một hổ nó nuôi gà nữa, mà ông nữa. Chào chị nhá. Thế cho em đi xuống xem được không? À? Đi cho em xuống xem cây tam thất được không? Không được vào à? Mình không được đi xuống đâu đúng không? Hả? Mình có được đi xuống không? Được mà, đi xuống có người đi xuống được mà. À, thế đi đường nào đấy? Nhưng mà bây giờ nó cây nó chết hết, không thấy cái gì đâu mà. À, cây nó chết hết rồi à? Ừ. Nó bị rụng lá à? Ừ. À. Bây giờ nó làm cái cây mới nhưng mà chưa có cái cây mới. À. Con chuột này là mình đi bẫy à? Đi bẫy ấy. À. Cái này là anh bẫy à? Ừ. Giỏi nhờ. Thế ở đây là có mấy chị em ở với nhau? Mấy người ở đây? Còn là hai thằng. Hai thằng nữa à? Làm ở trên làng, có hai con làng mà còn đi làm ở trên kia. À. Đúng người ở đây. Vâng. Thế cho em đi vào trong lán này một tí được không? Đi được lắm. Ừ. Thế mình tên là gì đấy? Thế mình tên là gì á? Hả? Anh tên là gì đấy? Tên là Sình. Sình à? Ừ. À. Trong... Rất là gọn mọi người ạ. Cái này là thịt treo à? À. Thịt lợn treo. Ui nhưng mà lên đây có cái bếp lửa để ấm thích thật đấy. Ở dưới kia lạnh lắm. Đi dọc đường ấy. Đây này mọi người này. Vâng. Đâu anh đưa em đi đâu đây? Đây cái chỗ này có nhìn thấy không nhỉ? Đây chỗ này có nhìn thấy cái cây tam thất này không? Có củ đỏ nó làm ở trong máy nhưng mà nó không có nhiều quá. À. Đây này thấy có đánh số đây này. Phải không? Nhưng mà chả nhìn thấy nó đâu nhỉ? Cuối cùng thì cũng đã lên đến cái nơi mình cần đến rồi. Có được quay không? Chào mấy anh em nhá. Em đi lên trên này thôi, thấy ở trên hỏi đường đi lên đây. Ui nhưng mà ở xa quá. Xa đi mãi mới đến. Đây là tam thất à anh? Phải không? Đây là sâm. Sâm à? Thế cây tam thất ở đâu? Tam thất vẫn có một vài cây mà. Một vài cây à? Cho em đứng ngoài rào em nhìn nhá. À, phải xin phép anh em vì cái cây này nó quý ấy. Đây này. À. Vâng, nó đang bị rụng lá nhỉ?
Nhưng mà có cái cây tam thất nào đây không, cho em xem một cây. Anh chỉ cho em được không? Đây, cây cây mà nó có cao kia đây, nó có cái mấy cái cây trống kia đây. À, nhiều lá kia đây. Cây nhiều lá ở tít dưới kia đúng không? Cạnh cái đen đen đúng không? Ừ, đúng rồi. Nói chung là trên này là toàn những thứ quý nhỉ. Ôi này, mấy cái hòm gỗ này nhìn chắc chắn ấy, để cái gì đấy anh? Để con ấu, để gầu các thứ. À. Để ví dụ như chăn chiếu người trong này thì phải đúc vào cái hòm này. À, không bị mất trộm đúng không? Vậy không bị chuột cắn. Đây. Với mình mà ở trên này thì bao nhiêu ngày mới về nhà một lần? Mình thì một tuần thôi. Một tuần về một lần à? Vì thay ca thì thiêu ca thì mới một ca thì một tuần. À. Một ca thì với một tuần. Tất cả cái chỗ này là đều trồng sâm hết này, nhiều nhờ. Ở đây thì trên rừng già ấy, thế nên là mọi người dự trữ củi rất là nhiều. Chắc mọi người từ lúc nãy là đi là chưa nhìn thấy mặt mình đây. Hiện tại thì mặc quần áo ở dưới, phải nói là dưới thành phố à. Lên đây thì rất là ấm, nhưng mà lên đến đây thì với cái thời tiết ở trên này thì không xi nhê gì, lạnh lắm mọi người ạ. À, thế nên là bây giờ để làm chuột hun khói à? Thế đây là hai vợ chồng đúng không? Đúng rồi. À. Chờ tí ăn củ sắn ở đây tí đó. Ăn củ sắn á? Em cảm ơn nhá, thế cho ngồi sưởi lửa đã, lạnh quá. Thế là hai vợ chồng anh chị là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là gần 30. Ồ, thế, gần 30. Thế vợ? Vợ là chắc 28, 27. Thế à? Thế mà gần 30 thì làm em mình rồi, mình qua 30 rồi, à, qua 30 lâu rồi. À. À, thế hỏi lại tên là gì nhỉ? Tên ấy, ừ. Tên là Giang A Sình. Ờ, à, Giang A Sình, thế còn vợ tên là gì? Vợ Pàng. Pàng. À, Pàng A Sình với cả em Pàng. Thế hai vợ chồng trông ở đây là cũng theo ca à? Thế là hôm nào thì được về nhà? Mấy hôm nó hết tuần này đi về. Hết tuần này đi về. Cũng vậy, trên bạn về thay. À, hôm nay mới có thứ ba thôi mà. Đúng rồi. Còn 5 hôm nữa mới được đi về. Đến chúc nhật thì đi về. Ừ. Thẳng lên nhà trên bạn. Thế ngoài bắt được những con chuột này ra thì mình có bắt được con gì nữa không? Hôm qua đi bắt được một con chuột đấy, nhưng mà đang đi bán. Con gì cơ? Con chuột đấy. Con cái ăn căng cái con ăn... ăn cái cây măng ấy. À, con ăn cây măng á, con rúi á. Đấy. Con chuột, cái con chuột to này đúng không? Đấy, đúng. À. Thế bán con đấy được bao nhiêu tiền? Một cân là 400. À. Thế hôm qua con đấy mấy cân? Hơn một cân tí rồi. À. Anh em thằng kia, anh em đi bắt chuột, anh em thấy nó ăn tím măn già già ở trên kia thì về bắt về. À. Thế là có thêm thu nhập nhỉ. Ôi giời, lên đây thì ai nghĩ là ấy đâu, vẫn là mùa đông chứ không phải nói là mùa hè nữa. Thế đây là hai vợ chồng là đi làm này, là mình đi làm thuê. Không. Thế ở đây bây giờ nó có mấy cổ ở đây thì cái trông cả bản đấy, cả bản chung nhau ở đây. À rồi, cả bản chung nhau trồng, xong lại chung nhau trông, chia nhau đi lên đấy, trong vườn. Đấy. Sau này bán thì là chia nhau hết hay là nhưng như nào? Có dinh thôi, dinh, nhưng mà cả bản nó trồng còn một đợt đây thì trồng ở đây thì cũng 4 tháng đấy, đinh lên một tuần đây thì hết tuần này thì còn 4 tháng mới lên tiết đấy. À, nói chung là cứ 4 người 1. À, nếu mà ở 2 người là sợ lắm đúng không? À. Sợ cái gì đấy? À. Nếu mà ở 2 người thì sợ cái gì? Không, không sợ gì à? À. Tưởng sợ gì?
Nhưng mà thấy bảo ở trên này là có người ta đi lên trên này làm vàng đúng không? Làm vàng á? Đi đào vàng ấy, đãi vàng ấy. Nó đi ở trên kia. Đi ở trên kia? Chỗ này nó không có vàng. À, bên này là không có vàng. Đi sang bên chỗ có vàng thì sợ hơn đúng không? Kia là người Kinh làm hay người Mông làm? Người Kinh thôi. Người Kinh à? Mông không có tiền mua máy đi làm. Đây, ngồi đây anh. Ngồi đây cho ấm. Thế mình đi như này thì con ở nhà thì ai trông? Con có một số người lớn thì nó tự ở. À, nó lớn. Có ông bà. Ừ. Thế thì mấy anh em mình ấy ở trên này này trồng cái củ sâm này được bao nhiêu năm rồi? Vườn này thì trồng trước là trồng bên kia nhưng mà vừa mới chuyển về đây 4 năm thôi mà. À. Nhưng mà đã, nếu mà tính từ đầu mà bắt đầu trồng thì được 3 năm. 3 năm. À. Thế khoảng tầm 2 năm nữa nhỉ? 3 năm nữa là được thu rồi đúng không? Ờ, nhưng mà riêng cái loại mà mình trồng cái loại này thì là cái giống địa phương mình thì tùy mình muốn bán lúc nào là bán thôi. À. Nó không giống như cái sân dược liệu kia là nó tùy nó là phải cái năm hoặc 10 năm chẳng hạn thì mình vâng. bán. Vâng. Nhưng mà cái sân này thì mình muốn bán lúc nào cũng được nhưng mà bình thường là mình muốn để to để nó có giá hơn. Vâng. Thế nếu mà bây giờ bán đi 1 cân là bao nhiêu tiền? Cái loại này thì mình bán theo củ à? Củ thôi. Ồ, thế nhiều tiền đấy nhỉ? Thì tùy thuộc vào củ của nó xem nó đẻ hay sáu. À, thế nhưng mà trung bình thì khoảng bao nhiêu tiền? Trung bình thì tùy theo năng thôi nhưng mà do cái sân của mình địa phân là thì so với mấy năm trước thì bình thường những quả đẹp từ một lạng của nó là rơi tầm khoảng 10 đến 12 triệu. À, mà nãy thế là, thế thì anh em đã bán được củ nào chưa? Anh em trong đây thì chỉ bán ít thôi. À. Vài củ nhưng mà cái sân này nói chung là nó to là chỉ tầm 3-4 lạng là to nhất. À. Nhưng mà do cái mình trong đây còn ở rừng đấy thì anh em cũng, trong bạn này cũng có một số người cũng đi tìm được nhưng mà những cụ mà to nhá mà tìm được đấy thì tầm 6-7 lạng hoặc 7-8 lạng là cao nhất. Đợt 2019-20 vừa rồi thì có một số anh em nó đi tìm trong rừng kia nhưng được một cụ một cân. Được một cân nhưng mà cái củ to như thế là ít lắm. Thế nhưng mà một cân đấy là nó bán được bao nhiêu tiền đấy củ đấy đây? Một cân đó là tùy theo cái hàm đẹp hoặc sáu thôi nhưng mà nếu mà hàm đẹp đấy thì rơi tầm khoảng 700-800 một cân đấy. 700-800 triệu một cân đấy. 700-800 triệu. Tùy theo hàm thôi nhưng mà tùy theo hàm thôi. Hàm đẹp, hàm dài nhiều năm thì nó mới được. Còn bình thường nếu sáu thì một kể cả một cân đấy chỉ được khoảng 100-200 triệu thôi. Để tùy theo cái hàng lận. Rồi, dã man nhỉ. Đắt hơn cả vàng. Nói chung là nó đắt hơn cả vàng. Khu vực của mình đây thì không có cái củ to và đẹp nhưng mà anh em trong xã mình hết thì hay đi tìm trong khu vực rừng to kia thì nó có một số anh em nó tìm được cái củ nó không to lắm từng 3-4 lạng nhưng mà nó dài từng khoảng 50-60 phân là nó có giá. Vâng. Nó dài phải thẳng và nó có cái mắc mà năm một năm mà một cây đấy. Cái mắc nó đẹp là nó có giá. Còn những củ mà nó nhiều năm hay là cái mắc nó 66 thì cái cạn nó to tầm 7-8 lạng đến một cân là nó chỉ giá bình thường thôi. Đấy, thế giờ đã hiểu cái sâm Lai Châu, sâm tự nhiên nó đắt lắm nhỉ? Cứ cái mắt là cứ một mắt là một năm. Đúng rồi, một mắt là một năm. Tính từ đây là rẽ trái. Bây giờ là em đi ra này, rẽ trái này đúng không? Ừ. Lúc nãy là phải đi qua vườn táo mèo xong rẽ phải. Bây giờ thì mình... À, vừa đấy quên bảo là có nhìn thấy cái có cái một cái cổng xấu xí mà... Chắc chắn chỉ gọi là khu du lịch nơi táo không nhỉ? Có đấy, cái nhà mà anh vừa đấy ở dưới dưới trái. Rẽ trái. Rẽ trái. Thế mình phải đi qua cái cổng đấy trong rẽ trái. Không. Hay là đi rẽ trái trước? Bây giờ mình... ra là rẽ trái trước đúng không? Không, phải đi qua một tí nữa. Đi khoảng 20 mét sau đây mình sẽ rẽ trái nhé. Bây giờ mình qua lại mình đi qua khoảng 20 mét là mình rẽ trái. 20 mét cái cổng này khoảng 20 mét.
Thế là cuối cùng là mình vẫn nhầm. Ừ. Cái điểm hôm nay đến là vẫn nhầm. Muốn đi khu kia. Vâng, muốn đi khu kia. Nhưng mà không sao, tự nhiên lạc vào đây lại quen được hai anh em. Biết được ở bên này là vẫn cũng có người ở. Đây làm gì phải là củ sắn, củ khoai gì chứ? Cái này thì mình cũng chưa biết là gọi gì nhỉ, củ khoai gì đấy. Nhưng mà khoai, có phải khoai sọ không? Khoai sọ là như thế nào nhỉ? Là ở dưới đất này mà cái lá nó to đùng như kiểu cái lá cây mà cho lợn ăn ấy. Cái này thì không biết là cái gì, nhưng mà thật tế là anh em đào là phải đào từ cao cao xuống này. Nếu mà một cây là dài xuống này. À. Thế là chắc cây sọ là sao, mình cũng không biết cái cây này thì nếu tiếng phổ thông của mình thì có, nhưng mà cái cây này mình cũng chưa biết. Yeah. Có nghĩa là cái cây nó căng dài, cái cây hay là cái dây? Dây thôi. À, cái dây gì? À. Dây này là củ gì nhỉ? Cái dây thôi. Để xem xem này, em đấy mà như, lúc trước là đi bán thì nó cũng mua, nhưng mà không biết tên tiếng Kinh. Hay là củ sắn dây nhỉ? Không phải là củ sắn dây, nó nhiều sơ hơn mọi người ạ. Mình cũng không biết được. Cái này thì có hai loại, cái loại đây, ở đây anh em còn có cả nấm hương tươi này. Cái nấm này ở trên này có nhiều không? Mùa này bắt đầu mới nở. Bắt đầu có rồi. Bắt đầu có, nhưng mà phải mưa mới chẳng to thì mới. Nhưng mà mình có lấy được nhiều không? Không. Vừa đây anh em đi chơi dưới kia nhìn thấy một gốc cây, nhưng mà nó vừa mới mọc mình thôi. À, vừa bong mầm mà. Mình chỉ muốn biết là nó là như chưa sao. Nhưng mà khu vườn này nếu mà đi tìm thì bây giờ nó có. Nhưng mà phải mưa mà hay chẳng to thì nó mới lớn nhanh. Còn nắng thế này thì nó chậm lắm. Tao đi sang xem củ gì nè. Anh em bảo là ăn thử đi. Ăn thử. Ăn thử đây. Vừa đốt quá, ăn thử đi. À, đây là củ mai. Củ mai à? Ừ. Củ mai. Củ mai à? Ừ, tiếng Kinh gọi là củ mai. Nó lông đúng không? Đúng rồi. Ừ, củ mai. Vừa nãy quên chụp ảnh cái khi tôi cây. Không, đúng rồi, đúng củ mai. Củ này anh em luộc hoặc là anh em cho vào ninh xương ấy. À. Mình hầm xương cũng được. Ăn thay củ khoai tây. Ăn đi anh. Ừ. Ở đây là rất là xa mọi người. Anh em đi lên là chuẩn bị từ gạo cho đến rau cỏ các thứ. Mắm muối, mì chính, mì tôm. Đồ đạc thì phải treo lên trên như này hoặc để ở dưới cái hòm lúc nãy. Để tránh con chuột nó khỏi cắn ấy. Dạ. Ôi giời, nhiều thế. Hôm nay là mình lấy một miếng rồi. Lại lấy một miếng rồi. Anh em chú đáo còn cho cả thìa nữa. Chuyên ăn cái bánh mì là lên đây lại được ăn củ mai. Nhưng mà có hai anh em ở trên này, có hay có người lạ như mình lên đây chơi không? Không. Không có. Bình thường ít người hay. Không ông nào bị hậu, không ông nào hấp được ông này đúng không? Phóng lên đây đúng không? Đúng rồi. Có, nhưng mà anh em toàn đi làm bên trong công ty hay còn người như anh làm bên trong công ty, nhưng mà cũng vui đấy. Không có người đi, còn mình nói chuyện trò chuyện thì cũng vui đấy. Ừ. Thì hiệu về mình. Hôm nay nhá, mình đi lên đây nè. Hỏi có biết bao nhiêu người mới lên được đến đây. À. Gặp cuối cùng lên đến đây thì gặp được tên là gì nhỉ? Quên mất rồi. Chù. Ờ, tên được gặp được Chù. Ừ. Xong đến nơi gặp được Chù, gặp được Xính. Xính. Hỏi ra mới biết là không đúng cái chỗ mình đang cần đến. Nếu như mà không tìm được ấy thì là sẽ đi về thành phố luôn, xong để lần sau lại lên. Lần sau lên ngoài đường luôn đó mà. À. Nhưng mà vừa đấy anh lên mà chắc là sương mù có này không nhìn thấy thôi à? Sương mù nhiều. Ừ, đúng rồi em. Nhiều lắm. Nhưng mà không có sương mù là anh thấy luôn đó mà. Nó ngoài đường luôn đó mà. Ừ. Chỉ ngó một phát là anh thấy luôn cái lá nhà anh chỉ vào đấy. Ừ. Do sương mù nhiều quá là anh không thấy thôi. Anh cứ đi đoạn rất dốc, bắt đầu đường, đoạn đường thẳng đi là nó dĩa vào dĩa phải là ngay đấy. Ừ. Xin anh em thấy miếng nữa, ngon nhỉ? Càng ăn càng thấy ngọt đấy. À, anh em nhớ nhá, nhớ tên củ này nhá, nó là củ mai nhá. Mày. Ừ. Em tên gì nhỉ? À, quên mất, tự giới thiệu. Ừ. Mình tên là Long. Long. Ừ. Ở đâu ra đấy? Ở đâu ra? Ở Hà Giang ra đây. Hà Giang ra đây. Anh em biết đến Hà Giang không?
nghe tên thôi mà chưa đi bao giờ đâu. Hà Giang cách đây khoảng tầm, nếu mà đi xe máy thì khoảng tầm 15 tiếng đồng hồ. 15 tiếng đồng hồ à? À. Hà Giang thì nghe nhiều rồi nhưng mà mình chưa đi lần nào. Xa lắm, gần lắm. Đến nếu mà chỗ mình ở là 475 cây đến thành phố Lai Châu. Thế à? Ừ. Thế cái mục đích chính là anh mới tìm cái lá bên kia đây chứ? Hay là đi chơi thôi? Cứ đi thôi. Tại xem ở trên cái bản đồ ấy. À. Thấy ở chỗ kia nó có mấy cái nóc nhà. Ừ. Không biết người ta ở kiểu gì, mình cũng muốn lên để xem. À. Thế bây giờ lại tìm được mấy anh em. Nếu như mà này, mấy anh em về mà xem YouTube, anh em biết YouTube không? Biết. Ừ, anh em xem Cao Nguyên Đá nhá, kênh Cao Nguyên Đá nhá. Thì khoảng khoảng tầm mấy hôm nữa là anh em xem được, sẽ nhìn thấy nhau ở trên TV ấy. Cao Nguyên Đá là. Ừ, Cao Nguyên Đá nhá. Nhớ nhá. Cao Nguyên Đá trong trên YouTube gì? Ừ. Trong YouTube nhá. À, cuối tuần này anh em về là anh em xem được rồi, đúng không? Bởi vì trên này là không có mạng. Không có mạng điện thoại này, không có điện này, có mấy nước thôi. Thế thì chắc là xin phép anh em, là chào anh em nhá, mình đi sang bên kia cho sớm, sợ tí muộn quá, với cả nó sương mù không nhìn thấy. Ừ. Ủa trên kia vẫn còn nóc nhà kìa, thế á? Thế đi đường nào lên, đường này à? Đấy, đi đường này, đi đường mà. À, ta thấy mình đi lên đây kia nhờ? Có đi thì em dẫn anh đi xem tuyến quay lại. À. Anh ấy đi mụn một chút rồi, nếu mà đi từ tháng 2 thì nó hoa đồng đẹp lắm đúng không? Bây giờ thì lại hết hoa rồi. À.